Rồi, ta đến với trận đấu thứ hai của trận đấu thứ ba nào. Và bên đội bạn Baby Seng Rom Kata, có lẽ rằng nó đi chơi một tuần và bây giờ em Trung Quốc này mới quay trở lại rồi. Mình là người cầm min và nhất là người cầm phô. Quyết trận đấu này là người cầm Baby Lon và Xi Măng là người cầm Summer. Bên đội bạn có chim sẻ là người cầm Baby, Phương Nam là người cầm Seng, Thành Lắc là người cầm Roma và Mạnh Hào là người cầm Kata. Trận chiến này anh lấy màu 3. Đây là Summer, đây là Baby và đây là Phonesia. Biết là liệu cái map này từ nhà của Nhất và nhà của cái Xi Măng có kẹp xăm hay không? Tôi nghĩ là chắc là không. Tỷ lệ là khá thấp. Khi mà bên đội bạn có Kata, có Roman, Seng của Phương Nam thì không biết trận thiếu này có đánh chắc nhà hay không. Thấy là cái trận mà Phương Nam cầm Summer đánh khá khỏe đấy, phát triển cũng là khá ghê. Nhưng mà ở trong cánh thì khả năng của Phương Nam là bài đánh đánh to khỏe. Rom và Kata thì chắc chắn là đi đánh chém rồi. Chim sẻ thì có quân cung thì mặc định là cung rồi. Nếu mà Hoàng Minh trận chiến này đánh cung A thì cánh bên này Capuis sẽ phải là người đi dâng L lên. Đó, anh em cứ bình tĩnh nào, chúng ta đã có kết quả chung cuộc đâu. Đúng là trận vừa rồi thì là lỗi và đánh lỗi, chúng ta phải chấp nhận thôi. Bây giờ phải cố gắng ở những trận tiếp theo và không mắc lại những cái lỗi lầm ở như cái trận đấu vừa rồi nữa. Còn anh em chúng ta nói rồi, nói chán thì cũng thôi chứ làm gì đâu. Bây giờ thì phải thấy trong các game thủ chúng ta phải tập trung. Bãi quả này chưa chắc là gặp được. Tự nhiên bãi quả nó cạnh bố nó dừng thế này mà sát mép vực thế này thì ăn cái que nó được. À không, vẫn ăn được. Ăn chắc chỉ hai bé thôi. Bãi quả này người ta gọi là túc tắc. Vâng, túc tắc. Ăn chắc là phải đến hết trận may chắc thì hết. Vâng, cái bãi quả phụ của cái đồ hoàng này giá như mà nó đẹp hơn thì bà này không phải đi dò nữa. Nhưng mà ăn ta hay nông dân cho vào khai thác thì thực nó sẽ rồi lên là rất chậm. Hơi khắm lọ cái bãi quả này. Đây là người cầm Summer, một vị trí ổn. Đây là Cam Quýt, người cầm Baby Lon. Đây rồi, Hoàng Mai Nhi ăn một bãi quả khác cũng được. Thực ra thì cái khu vực này chúng ta chặt hai cây gỗ 40 cái đi là vẫn có thể khai thác được thôi. Nhưng mà nó hơi mất thời gian. Kiểu gì thì kiểu chúng ta cũng phải đi tìm đồ khác. Chặt một cây gỗ 40 đi và như là cái cây ở phía trong, cây 75 chúng ta ken được cái BE thì nó sẽ rộng rãi hơn. Nhưng mà vẫn phải đi tìm đồ ăn khác thôi, chứ nếu phụ thuộc vào cái bãi quả này và chặt gỗ thì cũng không thể ép đời chuẩn được. Quyết thì khả năng trận này sẽ đi dâng lờ. Ồ, tươi quá này. Đi dâng lờ gặp ngay được bãi quả. Thơm thịt. Cái này bạn Nhất không biết bài có ổn không em. Ở 9-50 đang có 600 thực trong người là khá được rồi. Là chấp nhận được. Và màu 5 đi dâng lờ nhá. Chim sẻ là... chim sẻ đang dâng A đấy. Chẳng biết là dâng A hay dâng L đến từ game của chim sẻ nắng cầm Baby Lon.
35 đến từ bài Babylon của game thủ Cam Quýt. Baby của game thủ Chim Sẻ, bên kia cũng là bài đi dập. Đây là một bài mà đánh cả màu 6 luôn kìa. Cả màu 6, ui, màu 6 là người chọc giò. Phương Nam là người cầm sen. Vâng, đánh chém. Như vậy là đội bạn Chim Sẻ đi dâng. Ai là người đánh chắc nha? Hơi dị. Có lẽ là đội bạn đánh theo kiểu tàu nhanh rồi. Đội bạn đánh theo kiểu tàu nhanh rồi. Đánh kiểu này là đội bạn đánh theo kiểu tàu nhanh. Công vũ bao. Hai chém thôi nha, có hai chém thôi. Bên mình hai chém thôi. Nhà của cái thủ Hoàng Mà Nhi thì kín rồi. Tôi nghĩ rằng trận này Cam Quýt sẽ phải hỗ trợ Hoàng Mà Nhi liên tục và liên tục. Bởi vì khi mà Chim Sẻ đi dâng A, Sen đánh chém thì Chim Sẻ chắc chắn là đi dâng A, không thể khác được. Trận này chúng ta sẽ phải đứng thế thủ. Đội bạn sẽ phải đi thế công. Đội bạn đánh theo kiểu muốn đánh nhanh trận này. Thôi, có lẽ là người dân bạc và rút thêm một cái nhà cứng ở đây hoặc là hai chiếc PE. Đây là game thủ Cam Quýt. Bởi vì Cam Quýt đã dò được ra khu vực nông dân đi dâng A rồi thì phải. Quýt thì mất bãi vàng rồi. Thế thì Văn Nhất cố gắng là cho nhiều dân khai thác vàng một chút thời điểm đầu tiên. Vào thời điểm đầu tiên có thể mất vàng. Đây là Cam Quýt tầm 20-28 rồi. Một tê và một giò chơi thẳng luôn vào bãi vàng của game thủ Cam Quýt. Đây là những con nông dân của game thủ màu 6. Chắc là chưa có bánh xe. Vâng, đúng là như vậy. Họ đã có lạc đà rồi. Tuần này họ lấy con nông dân ra để có thể cản con ngựa giò của game thủ Cam Quýt. Cam Quýt mất giò. Đây là game thủ Văn Nhất 20-48. Đối đầu với ai đây? Chưa thấy ai cả. Chưa thấy nhà nào cả. Đây rồi, bãi vàng ở đây thì khả năng có một người nhà nào đó. Như vậy là nhà màu 7. Màu 7 là... vào ép. Chậm quá. Như vậy là họ có phù thủ luôn. Khả năng Văn Nhất sẽ không làm gì được. Cái này phải đóng BA đi em ơi. Chốt E lại và đóng thêm BA lên. Chốt E ruộng lên và đóng BA. Để có thể chơi lại với nhà màu 7. Đây là Hoàng Mà Nhi tầm 20-48. Tạm thời thì vẫn đang khỏe. Nhưng với một bài mà họ đi dâng A thì họ sẽ ốp. Vâng, họ sẽ ốp nhà của game thủ Hoàng Mà Nhi là sớm đấy. Đây là game thủ Cam Quýt tầm 21. 34-76 đó, tham lai của người cầm Summer. Thì đội bạn tham lai nhỉnh hơn một chút khi mà đội bạn đánh thế công. 28-48 ở thời điểm này đó là game thủ Hoàng Nhi. Cung A hay áo đã có. Chưa thấy Chim Sẻ và bán ở phía dưới kìa. Vậy là cuộc này đã có nhà cứng rồi. Có nhà cứng. Vâng, đã có nhà cứng dành cho game thủ Hoàng Nhi. Đây là game thủ Cam Quýt. 23-26. 23-28. Sẻ cũng là bài đi ăn hoang thôi. Tôi nghĩ là đi tìm dân ăn hoang thôi. Chứ bài này tôi nghĩ chúng ta không nên đi công quá nhiều. Bởi vì đội bạn đánh cái thế, đánh cái thế công của chúng ta cần thủ được là thắng thôi. Không ai bên đội bạn đánh chắc nhà cả. Đây rồi, đây. Ồ, như vậy là báo về Mạnh Hào là bài đánh chắc nhà. Cà tha của đội bạn đánh chắc nhà. Vâng, Babylon game thủ xi măng cũng đang ra bắt được tân quân này của game thủ màu 5. Năm đi dâng A mà. Năm thì yếu rồi. Màu 8 là một người đánh chắc nhà. Màu 8 ca tha của Mạnh Hào là người đánh chắc nhà. Cao nhất là mài 34-52. Thế là ấy Văn Nhất tách ra đi bắn phù của màu 7 là được. Còn ở nhà thì chúng ta có thể có lạc đà, ở nhà thì có thể thủ được với người cầm màu 5. Cần thiết thì em cứ đứng chém thủ bắt quân của màu 7 với cả màu 5 cũng được. Tôi chưa ai nhìn thấy nhà của người cầm Katha đâu cả. Vâng, phải chăng là Katha là người ở góc 6 giờ rồi? Vâng, khả năng Katha là người góc 6 giờ. Đây là game thủ Cam Quýt 27-28. Hoàng Nhi tham mai đang là 61-60. Như vậy là chúng ta đánh theo kiểu không ai đẩy rồi. Đánh theo kiểu không ai đẩy. Màu 5 đang ốp nhà của game thủ xi măng. Màu 5 và màu 6 đang ốp nhà xi măng. Xi măng cố gắng không giờ thôi. 6 giờ là cái chắc rồi. Vâng, bây giờ thì đánh theo kiểu không ai đẩy. Hoặc thậm chí chúng ta dâng khoảng 3-4 nhà BA lên.
ba bốn nhà bia lên cũng được. Và mình đã có chặt cô hai, đã có một lượt giáp đầu tiên, đã đẩy qua nhà của game thủ cầm xe và bây giờ bắt đầu đến những nhà lên giáp 4 không anh? Như vậy là đang lên giáp 4 rồi, giáp 4 đã lên xong. Báo về là không thấy ốp nhà xi măng nữa. Như vậy là xi măng có thể cần thiết là phải đi quân luôn, đẩy luôn nhà màu 7 được, là ốp luôn nhà màu 8. Và bạn nhất báo về màu 7 chết rồi. Màu 7 chết rồi thì bây giờ chúng ta tập trung đánh nhà màu 8 là xong thôi. Đây là Hoàng Mai Nhi tham ai 82-84. Như vậy là một bài mà đi dâng luôn nhà BA lên dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Không dám nói to BE anh nhá. Vâng, đóng A luôn xong mà đóng BE luôn. Như vậy là đội bạn đã đóng nhà BE nhá. Màu 8 nó bắt đầu đóng A rồi. Màu 8 nó bắt đầu đóng A thì khả năng màu 8 đang trên đường nhảy 4. Khả năng màu 8 đang trên đường nhảy 4 khi mà đã thấy nhà BE của đội bạn rồi. Xi măng đang đưa quân lên rồi. Xi măng lên giáp 4 luôn nhá. Như vậy là lên 4 xong dành cho game thủ Mạnh Hào. Khả năng đội bạn sẽ có 1-2 con voi nhá. Anh Bách để ý khu vực quân ở nhà BL nhá. Vâng, đội bạn đang đưa quân về thủ. Đang đưa quân về thủ, cố gắng chơi những con lạc đà và những con cung đỏ này. Tên này là một tên mà lượng quân của chúng ta chưa nhiều. Xi măng đang tới đây rồi. Xi măng đang có mặt ở đây và bây giờ chúng ta sẽ ốp à. Không thấy Mạnh Hào xin voi, bây giờ thì con voi đã ra. Vâng, con voi của Mạnh Hào đã ra. Một tên thực vàng nhá. Ai có đồ bộ bôn, một tên thực vàng nhất có thực vàng bơm sang đây luôn nhá, màu 4 nhá. Vâng, đã bắn chết được con voi đầu tiên của game thủ Mạnh Hào rồi. Và bây giờ thì Hoàng Mai Nhi sẽ tiếp tục dồn lên. Ở nhà mình hình như là có ai đục vào nhà của game thủ xi măng thì phải. Ở cái khung khe rừng kia xi măng ơi. Như vậy là máu 7. Lùi lại để tụ cung A đã. Lùi lại để tụ cung A đã nào. Vâng, lùi lại để tụ cung A. Vâng, như vậy là ở nhà thì xi măng đã chơi toàn những nhà cứng rồi. Vâng, ở nhà mình thì chơi toàn những nhà cứng kích 4. Vâng, kích 4 và chim sẻ đến nắng đã quýt. Vâng, không có cái tí cửa là dành cho đội bạn cả. Khi mà đội bạn không tụ được hot, các nhà đồng đội của đội bạn cũng đã yếu hết rồi. Vâng, các nhà của đội bạn cũng đã yếu hết rồi. Và đội bạn đã quýt. Ở nhà mình thì xi măng đã kích 4. Một pha mà xi măng vẩy 3 cái BB lên. Ông màu 7 thì ông nghiến răng ông lao vào. Vâng, như một pha mà vẩy 3 cái nhà BB. Vâng, ở nhà thì kích 4 khỏe mạnh, không vấn đề gì cả. Chả hiểu anh em bảo sao thế trận này tham lại khó. Và thế trận khó khi mà màu 5, màu 6, màu 7 đều yếu cả. Một mình Mạnh Hào cầm ca tham sao cân được bản đồ. Nhớ lại xem đây là có chưa. Lâu thế. Đồ anh sáng giờ đã ăn gì đâu. Bánh bao không mì không xứng được. Mình còn đói quá. Lại mẹ ra nơi thì con chay thôi và mì tôm mà. Bánh bao cũng được. Con chay ấy. Chay cũng được. Thì hồi mẹ tầm này có cái gì nhét tạm vào mồm. Mì tôm cũng được. Con chay đang khô lắm. Vâng, như vậy là một tên mà anh em chat thiếu đúng không ạ? Khó cho đội bạn đúng không?